Cúc bách nhật. Cúc bách nhật là một loại dược liệu có vị ngọt, tính bình, giúp hạ huyết áp, trị tiêu lỏng ở trẻ em, giảm ho, chữa hen suyễn. Vị thuốc này thường được sử dụng theo hình thức sắc uống độc vị hoặc phối hợp với các thảo dược khác với liều lượng từ 6 đến 12 gram. Tên gọi khác: bách nhật bạch, nở ngài, thiên kim hồng, hoa bi, bách nhật hồng, bạch nhật, thiên nhật hồng. Đặc điểm của cây bách cái cây cúc bách nhật là một loại cây thân thảo mọc hàng năm. Cây có thân nhỏ, hình trụ phân nhánh và vỏ bên ngoài thô màu tím hồng pha lẫn màu xanh. Lá cây cúc bách nhật thuộc dạng lá đơn, nhọn ở đầu hoặc hơi tù. Các lá mọc đối xứng hai bên cành hoặc gốc cành. Hoa cúc bách nhật có nhiều màu sắc khác nhau, có thể là màu trắng, màu tím hoa cà, màu đỏ hay màu hồng, và đường kính của các bông từ 1,5 đến 2 cm. Bộ phận dùng làm thuốc, cụm hoa cúc bách nhật là bộ phận có giá trị dược liệu cao, được sử dụng làm thuốc chữa bệnh trong y học cổ truyền. Hoa cúc bách nhật được thu vào các mùa hạ hoặc là mùa thu. Bông hoa được hái mang về rửa sạch, phơi hoặc sấy cho đến khi khô hẳn. Vị thuốc của cúc bách nhật có vị ngọt, tính bình. Chưa có tài liệu ghi nhận về thông tin quy kinh, tác dụng dược lý của cúc bách nhật. Dược liệu cúc bách nhật có công dụng làm mát tạng gan, tán ứ, giảm ho, hạ áp, làm sáng mắt, bình suyễn. Chủ trị: cúc bách nhật được sử dụng trong điều trị các bệnh lý như sau: bị ho, hen suyễn, cao huyết áp, đau đầu do phong hỏa, sau suy giảm thị lực, bệnh kiết lỵ, viêm loét da, chướng bụng, tiêu lỏng ở trẻ em, viêm phế quản. Liều dùng: mỗi ngày từ 6 đến 12 gram tùy theo đối tượng và mục đích trị bệnh. Cách sử dụng cúc bách nhật: sắc uống độc vị hoặc phối hợp với một số thảo dược khác. Bài thuốc chữa bệnh sử dụng cúc bách nhật: việc dùng cúc bách nhật sẽ đạt được hiệu quả cao hơn nếu dược liệu này được sử dụng đúng cách, đúng liều lượng. Và dưới đây là bài thuốc chữa bệnh có cúc bách nhật đang được y học cổ truyền ứng dụng rộng rãi. Bài thứ nhất, bài thuốc điều trị bệnh hen phế quản. Chuẩn bị tỳ bà diệp, cúc bách nhật và lá một hoa, mỗi vị 6 gram, nhót 10 gram. Cách sử dụng: sắc thuốc chia 2 lần uống vào buổi sáng và buổi tối, hoặc có thể tán tất cả thành bột, mỗi lần lấy 1,5 đến 3 gram và với nước ấm uống 2 đến 3 lần trong một ngày. Điều trị đau đầu do bị phong thỏa: chuẩn bị bông cúc bách nhật, dây móc câu và cương tàm, mỗi vị 6 gram, cúc hoa 10 gram. Cách dùng: sắc thuốc mỗi ngày một thang, chia làm 2 lần. Bài thuốc điều trị bệnh viêm đại tràng, thể lỏng ở giai đoạn mãn tính: chuẩn bị 15 gram hoa cúc bách nhật, 10 gram ngũ trảo và 30 gram cây cốt diệp, và cách sử dụng là sắc uống. Bài thuốc điều trị ho cho các trường hợp bị ngoại cảm phong nhiệt: chuẩn bị 20 gram hoa cúc bách nhật phối hợp với 30 gram nhót tây, tỳ bà diệp, 10 gram bạc hà. Cách dùng: sắc thuốc với 5 cốc nước lớn, cho cạn còn 3 cốc, chia đều ra uống vào các buổi sáng, trưa, tối, và nên uống khi thuốc sắc còn ấm để xoa dịu cơn ho và tình trạng kích ứng trong cổ họng. Điều trị bệnh hen suyễn hoặc viêm phế quản. Bài 1: dùng 10 bông hoa cúc bách nhật tươi, tương đương với 20 gram hoa khô, sắc lấy nước đặt uống. Bài 2: kết hợp 20 bông hoa cúc bách nhật tươi với 5 lá ba diệp, sắc uống. Bài 3: sắc hoa cúc bách nhật với kim tiền thảo, lấy nước uống chia làm 3 lần, liều dùng mỗi vị là 30 gram. Bài 4: dùng 6 gram hoa và 9 gram rễ cúc bách nhật nấu kỹ, gạn nước uống. Bài 5: chuẩn bị 15 gram hoa cúc bách nhật, nga bất thực thảo và cam thảo dây, mỗi vị 30 gram, dùng thuốc theo hình thức sắc uống,
Bài 6. Mỗi ngày sắc uống một thang thuốc bao gồm các vị cúc bách nhật, tỳ bà diệp, hạnh nhân, mỗi thứ 10 gram, ma hoàng sao 6 gram. Thứ 6. Cải thiện thị lực. Chuẩn bị: cỏ nhỏ nồi, hoa cúc bách nhật, chữ thập tử mỗi vị 10 gram, quốc lão 15 gram. Cách dùng: các vị trên gộp lại sắc uống. Thứ 7. Điều trị bệnh cao huyết áp. Chuẩn bị: hoa cúc bách nhật và cúc hoa mỗi thứ 15 gram, mạch môn, kẹp thảo, tan diệp mỗi thứ 10 gram, mạch hạ khô 30 gram. Cách dùng: mỗi ngày sắc một thang lấy nước uống, chia thuốc làm 2 đến 3 lần dùng. Điều trị bệnh kiết lỵ. Bài 1. Lấy 10 bông hoa cúc bách nhật sắc kỹ, khi uống hòa thêm một chút rượu vang vào trong thuốc sắc. Bài 2. Kết hợp các vị trần bì, hoa cúc bách nhật mỗi thứ 15 gram, thược dược 20 gram, mộc hương 6 gram, sắc uống đều đặn một thang mỗi ngày. Chữa bệnh đau mắt đỏ. Chuẩn bị cúc hoa và tan diệp mỗi vị 15 gram, hoa cúc bách nhật 10 gram. Cách sử dụng: đun sôi kỹ, lấy nước, chia uống 2 lần thay trà. Thứ 10. Điều trị tiểu tiện không thông. Chuẩn bị 9 gram bông cúc bách nhật. Cách sử dụng: sắc dược liệu theo liều lượng như trên, uống làm 3 lần trong ngày. Chữa khóc dạ đệ cho trẻ em. Chuẩn bị 5 bông cúc bách nhật tươi, 3 cái sắc ve sầu thuyền thoái, 3 gram cúc hoa. Cách sử dụng: sắc thuốc cho bé uống. Điều trị chướng bụng ở trẻ em. Bài 1. Dùng 6 đến 9 gram dược liệu khô sắc uống. Bài 2. Kết hợp 6 gram lai phục tử với 5 gram bông cúc bách nhật sắc thuốc cho trẻ uống mỗi ngày một thang. 13. Chữa chứng kinh phong cho trẻ em. Chuẩn bị 10 hoa cúc bách nhật, 7 con cào cào phơi khô. Cách sử dụng: sắc cả hai vị đã chuẩn bị, gạn nước cho bé uống. Nếu không có cào cào thì có thể thay thế bằng 6 gram dược liệu sắc uống độc vị. Điều trị tiêu chảy đi ngoài phân lỏng ở trẻ em. Chuẩn bị bạch truật, cát trang, sao vàng, bạch linh mỗi vị 12 gram, bông cúc bách nhật 6 gram, hạt mã đề 10 gram. Cách sử dụng: sắc lấy nước cho bé dùng. 15. Điều trị viêm loét ngoài da. Chuẩn bị 15 đến 30 gram cúc bách nhật. Cách sử dụng: dùng dược liệu nấu nước rửa vào vùng da bị bệnh hoặc là sắc lấy nước uống. Điều trị bệnh ho gà. Lấy 19 gram hoa cúc bách nhật bỏ vào ấm sắc chung với 15 gram nga bất thuộc thảo, thuốc sắc xong gạn ra, thêm một chút đường phèn vào, hòa tan, chia uống 3 lần. Bài 2. Chuẩn bị bạch cương tàm, cau đằng và hoa cúc bách nhật mỗi vị 10 gram, bối mẫu 6 gram, bách bộ sao vàng 6 gram, tất cả sắc chung, uống mỗi ngày một thang cho đến khi hết ho. Bài 3. Chuẩn bị lá húng chanh và cúc bách nhật mỗi vị 6 gram, đu đủ 4 gram, trần bì, vỏ quýt 5 gram, sắc thuốc lấy 150ml nước, chia uống 3 lần liên tục một tuần liền để cải thiện các triệu chứng bệnh. Lưu ý không dùng cúc bách nhật cho những người bị huyết áp thấp, đối tượng bị dị ứng với một trong các thành phần của cúc bách nhật. Và đó là những cái công dụng của hoa cúc bách nhật. Đây là cái loài hoa người ta hay gọi là hoa nở ngày màu tím đó các bạn. Còn cái loại màu hoa nở ngày đất á, thì cái loài đó khác nữa nha các bạn. Cái loài đó là cái một cái loại vị thuốc, cũng là một cái vị thuốc luôn. Nhưng mà cái này là cúc bách nhật, thì cái loài hoa nở ngày màu tím ha các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ về thông tin hoa cúc bách nhật. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like, subscribe để đăng ký kênh Thanh Hồng Vlog mà tìm hiểu thêm về những cây thuốc xung quanh chúng ta nha các bạn. Các bạn ơi, đây là những cái bài thuốc cũng như là cái thông tin có mang tính chất tham khảo. Các bạn hãy lưu ý khi sử dụng thì phải hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi dùng ha. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào tạm biệt các bạn.